Toyota Vios 2023 ồ ạt về đại lý, hơn 21.000 đơn đặt hàng sau một tháng mở bán. Những thay đổi đột phá về kiểu dáng, công nghệ, động cơ đang giúp Toyota Vios 2023 hay còn gọi là Yaris Atit trở thành mẫu ô tô hút khách nhất tại Thái Lan. Lượng đơn đặt hàng của mẫu xe này sau một tháng đang vượt xa kỳ vọng của Toyota Thái Lan. Gần một tháng sau khi trình làng, mẫu sedan hạng B Toyota Vios 2023 đang tạo nên cơn sốt trên thị trường Thái Lan. Trước đó, trả lời câu hỏi của phóng viên tại sự kiện trình làng Toyota Vios 2023, đại diện Toyota Thái Lan đặt mục tiêu bán khoảng 3.500 xe Vios mỗi tháng. Tuy nhiên, tính đến ngày 10 tháng 9 vừa qua, tức chỉ sau khoảng một tháng đầu tiên mở bán, lượng đơn đặt hàng mua Vios 2023 đã vượt xa kỳ vọng của Toyota Thái Lan. Cụ thể, mới đây Toyota Thái Lan tiết lộ đã nhận được 21.350 đơn đặt hàng mua Toyota Vios 2023 kể từ khi giới thiệu mẫu xe này đến khách hàng Thái Lan vào ngày 9 tháng 8 năm 2022. Con số này tính cả doanh số bán trong tuần đầu tiên của tháng 9 năm 2022. Như vậy, sau một tháng, lượng đơn đặt hàng mua Vios 2023 đã tăng gấp khoảng 6 lần so với mục tiêu doanh số Toyota Thái Lan đề ra. Toyota Vios 2023 phân phối trên thị trường Thái Lan 4 phiên bản, gồm Sport, Smart, Premium và Premium Luxury với mức giá từ 539.000 đến 689.000 baht, khoảng 349 đến 446 triệu đồng. Cả 4 phiên bản này đều sử dụng động cơ xăng 4 xi lanh, dung tích 1.2 lít có công suất 94 mã lực tại 6.000 vòng phút và mô men xoắn 110 Nm tại 4.400 vòng phút, kết hợp với hộp số tự động vô cấp Super CVTi và hệ dẫn động cầu trước, tiêu chuẩn khí thải Euro 5. Toyota Vios 2023 được hãng xe Nhật Bản xây dựng trên nền tảng khung gầm toàn cầu của Daihatsu DNGA, công ty con của Toyota. Đây cũng là nền tảng áp dụng cho các mẫu xe Toyota Jay, Toyota Avanza hay Veloz hiện cũng đang phân phối tại thị trường Việt Nam. Toyota Vios 2023 lớn hơn bản tiền nhiệm với số đo dài, rộng, cao lần lượt 4.425mm, tăng 5mm, 11.780mm, tăng 10mm và 1.480mm, tăng 5mm. Đặc biệt, chiều dài cơ sở tăng thêm tới 70mm, đạt mức 2.620mm. Điều này giúp không gian nội thất Toyota Vios 2023 rộng hơn đáng kể. Tùy vào từng phiên bản, Toyota Vios 2023 có những trang bị khác nhau, trong đó phiên bản cao cấp có hệ thống an toàn Toyota Safety Sense gồm phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn đường, điều khiển hành trình thích ứng, cảnh báo điểm mù, ngoài ra còn có đèn LED, màn hình thông tin kỹ thuật số 7 inch, màn hình giải trí cảm ứng trung tâm 9 inch đặt nổi, phanh tay điện tử, auto hold, đèn nội thất 64 màu. Hiện tại, ngoài thị trường Thái Lan, Toyota Vios cũng đã mở bán tại Lào. Nhiều khả năng, Toyota Vios 2023 sẽ tung ra thị trường Việt Nam vào cuối năm 2022 hoặc đầu năm 2023.